Cực buồn, Facebook giờ đây chỉ cho người dùng đăng nhập một máy chỉ một tài khoản, không khác gì định danh, ao ra là mất. Thông tin gây hoang mang nhất lúc này chính là ứng dụng Facebook được cập nhật tính năng không khác gì mã định danh. Điều này cho phép một máy chỉ đăng nhập được một tài khoản. Facebook hay còn được bắt trend gọi vui là phở bò sẽ tự ao các tài khoản khác trên máy. Theo ghi nhận từ cộng đồng mạng, người thì chỉ cần đăng nhập lại là vào được nick bị ao, nhưng có người thì tài khoản mất luôn, dự là một đi không trở lại. Với tính năng này, nhiều người nhận định phở bò đang update giống như định danh tài khoản. Không ít người đang rơi vào hoang mang, liệu đây có phải là lỗi không? Thì khả năng cao là không anh em nhé. Không phải là lỗi mà nó là tính năng. Ui sợ quá. Nếu như thế này thì nhiều anh em sẽ nói là phone farm liệu còn dùng được không đúng không? Đây sợ quá. Chạy phát cái xem như nào. Ôi sợ quá. Ôi trời tôi chết rồi. Bật cái này theo cùng lèn cho nó có tính dùng dọn mát. Cực buồn, Facebook giờ đây chỉ cho người dùng đăng nhập một máy chỉ một tài khoản, không khác gì định danh, ao ra là mất. Thông tin gây hoang mang nhất lúc này chính là ứng dụng Facebook được cập nhật tính năng không khác gì mã định danh. Điều này cho phép một máy chỉ đăng nhập được một tài khoản. Facebook hay còn được bắt trend gọi vui là phở bò sẽ tự ao các tài khoản khác trên máy. Theo ghi nhận từ cộng đồng mạng, người thì chỉ cần đăng nhập lại là vào được nick bị ao, nhưng có người thì tài khoản mất luôn, dự là một đi không trở lại. Với tính năng này, nhiều người nhận định phở bò đang update giống như định danh tài khoản. Không ít người đang rơi vào hoang mang, liệu đây có phải là lỗi không? Thì khả năng cao là không anh em nhé. Không phải là lỗi mà nó là tính năng. Ôi giời ơi.